Huyện Đất Đỏ đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên từ cấp mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Trong thời gian một ngày, hơn 800 cán bộ quản lý giáo viên các trường học trên địa bàn huyện Đất Đỏ được truyền đạt nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ tư, hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Chuyên đề năm 2022 về phát huy ý chí tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các cán bộ quản lý giáo viên còn được truyền đạt những vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ, nghe thông tin về tình hình kinh tế xã hội ở địa phương và chủ trương định hướng trọng tâm của đảng bộ địa phương.